Xin kính chào quý khán giả đã đến với kênh Thời sự News. Kính thưa quý khán giả, sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, nội bộ Trung Nam Hải vô cùng rối ren khi các phe cánh thi nhau tìm cách hạ thủ lẫn nhau. Trước khi diễn ra đại hội, phe cánh Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường mạnh như vũ bão. Giới chuyên gia quân sự quốc tế còn cho rằng có thể ông Tập Cận Bình sẽ bị những phe cánh này hất cẳng. Tuy nhiên xét cho cùng, sau khi Đại hội 20 kết thúc, tất cả các phe cánh trên đều không phải là đối thủ của Tập Cận Bình. Không ngẫu nhiên mà người Trung Quốc gọi Tập Cận Bình là Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Không những Tập Cận Bình có tính quyết đoán, ông còn có tính tàn bạo giống như Tần Thủy Hoàng, cộng thêm sự khôn ngoan biết người biết ta. Những đối thủ của Tập Cận Bình đã lần lượt chui vào rõ khi chưa kịp trở tay. Vào năm 2021, khi Tập Cận Bình tham quan thành phố Tam Quyến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đặc khu, ông đã phải bỏ dở ngăn chừng chuyến đi vì bị mắc Covid. Tập Cận Bình phải nhập viện 301, thở oxy, lành ít dữ nhiều. Khi đó, phe cánh Lý Khắc Cường và Giang Trạch Dân hỗn chiến với nhau tranh giành chiếc ghế quyền lực số 1 ở Trung Quốc vì cho rằng Tập Cận Bình sẽ chầu Diêm Vương. Thế nhưng bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, Tập Cận Bình lại trỗi dậy từ cõi chết trở về với chiếc ghế quyền lực khi đó đang bị xâu xé. Còn một câu chuyện kể lại rằng, người con gái thứ hai của ông Tập đã cứu ông từ cõi chết trở về. Nghe thì khó tin, nhưng đó lại là một câu chuyện thật hiếm có. Nó phản diện với một con người thật của ông Tập Cận Bình ngoài đời. Thật khó lý giải khi một ai đó nói rằng, dù Diêm Vương có gõ cửa, nhưng một khi có tiếng gọi từ trái tim, người chết sẽ trở về với cuộc sống. Câu chuyện này được một bác sĩ tại bệnh viện 301 kể cho các quan chức Trung Quốc cấp cao như sau. Khi nghe tin cha đổ bệnh và khó qua khỏi, hai cô con gái của ông Tập đã từ Mỹ vội vã đáp máy bay về Trung Quốc. Các bác sĩ tại bệnh viện 301 nói rằng ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng, không thể chờ đợi được con gái. Họ có nói rằng vào ngày hôm trước ông Tập có nói trong hơi thở yếu ớt rằng tôi phải đợi chờ hai đứa con gái của tôi trở về, nhìn mặt thì mới có thể nhắm mắt ra đi. Chúng nó chưa về tôi không thể nhắm mắt. Tuy nhiên đêm hôm đó các bác sĩ thừa nhận ông Tập đã chết. Quan chức Trung Quốc không cho phát tang bởi sự ra đi của ông Tập quá đột ngột. Các phe phái mừng thầm tranh giành nhau chiếc ghế số 1 đất nước tỷ dân. Ông Nguyễn Phượng Hòa ra lệnh cho các bác sĩ để nguyên trạng thi thể của ông Tập trong phòng cấp cứu, không được đưa xuống nhà xác. Vào hôm sau, hai cô con gái ông Tập vừa trở về đến nơi. Đến sân bay, hai cô gái đã được đưa ngay đến bệnh viện gặp mặt cha lần cuối. Tập Minh Trạch ôm cha khóc nức nở, kể lể hối hận trong nước mắt rằng đã nhiều lần làm cho cha buồn. Còn Vàng Qua, cô gái được ít người biết đến, cứ nắm chặt hai nắm tay của cha. Cô cứ thủ thỉ nói chuyện với cha như thể ông Tập vẫn đang còn sống. Các bác sĩ không dám mời hai cô ra ngoài dù họ đã ở bên cha suốt 4 tiếng đồng hồ. Và đúng 6 giờ chiều tối ngày hôm đó, ông Tập Cận Bình có những dấu hiệu của sự sống trở lại. Mỗi lần Vàng Qua nói chuyện hỏi ông, cô cảm nhận nắm tay cha cô nắm chặt lấy bàn tay cô như tỏ vẻ đồng ý. Sau vài lần như thế, cô thấy khóe mắt của ông Tập trào ra hai dòng lệ. Vàng Qua ấp mặt lên đôi má của cha và thấy má cha cô vẫn nóng ấm. Cô gọi bác sĩ và bảo họ lấy nước ấm để cô lau mặt cho cha. Sau đó chừng 10 phút, ông Tập Cận Bình đã mở mắt nhìn hai cô con gái. Tuy nhiên, ông sống lại và nói chuyện với hai con như người mới ốm dậy, chứ không nhắm mắt ra đi như lời ông cầu xin trước đó. Chính ông Tập Cận Bình xác nhận ông đã chết, nhưng khi nghe tiếng của hai đứa con gái gọi cha, thì ông đã quay trở về. Cũng theo nguồn tin trên, vào năm 2021, khi Vàng Qua bị bắn gục tại thành phố Bắc Hải, cô gái này khi đó chưa biết ông Tập là cha ruột của mình, vẫn tin rằng ông Phạm Nhất Công mới là người sinh ra cô. Bác sĩ khi đó cũng nói cô gái này đã chết. Khi ông Tập Cận Bình và bà Hoa Xu Quánh bay từ Bắc Kinh đến thăm con, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Nghe tin con gái bị bắn chết, ông Tập Cận Bình đau khổ lao vào ôm con, gọi tên con da diết. Nước mắt ông dàn dụa khắp mặt Vàng Qua. Khi đó là thời khắc nhiệm màu để Vàng Qua sống lại. Trong cuộc đời ông Tập có lẽ chỉ có hai lần khóc. Lần gặp Vàng Qua sắp chết và lần này khi ông sắp chết được gặp lại Vàng Qua. Các nhà khoa học gọi trường hợp này là thần giao cách cảm hay dòng điện sinh học. Hai cha con ông Tập có chung một dòng điện sinh học cực mạnh.
khi họ sắp chết đều nghĩ về người kia. Dòng điện sinh học phát ra đánh thức trái tim của họ đập trở lại. Ngay cả nếu họ có chết cách đó vài ngày thì sự sống cũng trở về, không có gì ngăn cản nổi. Theo thuyết di tâm, cho đó là hồn ma quỷ quái, bởi họ không thể chứng minh được cái gì gọi là dòng điện trong cơ thể con người. Trong câu chuyện của gia đình nhà ông Tập, bao giờ cũng phải vứt bóng hình con Nguyễn Phượng Hòa. Ngay cả thời gian hai cô gái này lao vào gặp cha ở bệnh viện, ông Nguyễn Phượng Hòa cũng là người đầu tiên chào đón họ. Trong sự nguy khốn hay mừng vui, bóng hình của Nguyễn Phượng Hòa luôn bất ẩn xuất hiện. Ngay cả cuộc tình tay ba của ông Tập thời trai trẻ cũng có ông ta nhập vai. Những người hiểu về những câu chuyện thần bí đó đều phải thừa nhận họ có sợi dây liên kết không thể dứt ra được. Và chỉ đây là câu chuyện buồn khác của những nhân vật này được thể hiện qua một thảm kịch khác. Trong một sự kiện có liên quan đến ông Nguyễn Phượng Hòa và con gái ông Tập Cận Bình, một thông tin chấn động vừa đến với cả thế giới vào sáng ngày hôm nay, 3 tháng 3 năm 2023. Đó là tin ông Nguyễn Phượng Hòa, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa bị bắt giữ vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh, tức khoảng 5 giờ sáng giờ Hà Nội. Theo nguồn tin mới nhất của tình báo Việt Nam đang hoạt động tại Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa bị bắt giữ tại nhà riêng khi đang có ý định trốn thoát khỏi nhà. Hơn 200 sĩ quan quân lính của quân đội thuộc lực lượng quân khu thủ đô Bắc Kinh đã ập vào nhà bắt giữ. Khi đó, ông Nguyễn Phượng Hòa đang dẫn theo vợ ra xe ô tô. Người lái xe ô tô của ông ta đã ngồi trên xe đợi sẵn. Khi xe của ông vừa nổ máy, 200 lính của Tập Cận Bình xuất hiện từ ngoài căn biệt thự, lao vào bên trong. Cả 200 khẩu súng cùng chĩa vào chiếc xe ô tô, khiến cho Nguyễn Phượng Hòa phải xuống xe đầu hàng. Ngay sau đó là cuộc khám xét khẩn cấp nơi ở. Không biết quân lính của ông Tập có thu giữ được những gì trong căn biệt thự hay không. Nguồn thông tin trên chỉ tiết lộ trên chiếc xe con của ông Nguyễn Phượng Hòa có hai chiếc vali, một chiếc cà táp. Hai chiếc vali đựng đầy kim cương tiền mặt, bao gồm tiền đô la Mỹ, tiền Trung. Còn chiếc cà táp của ông là chiếc máy tính xách tay, có thể là toàn bộ tài liệu mật. Vào buổi sáng ngày hôm nay, nhiều nguồn tin cùng đưa tin ông Nguyễn Phượng Hòa bị bắt giữ tại ngôi biệt thự. Tuy nhiên, những hãng truyền thông Trung Quốc thì chưa có tờ báo nào lên tiếng. Chắc chắn họ nhận được lệnh nghiêm cấm tiết lộ câu chuyện này. Những hãng tin đưa tin ông Nguyễn Phượng Hòa bị bắt đều là của nước ngoài, và sớm nhất là đài truyền hình NHK của Nhật Bản, một vài tờ báo của Đài Loan. Nói như vậy để chúng ta đủ biết rằng, tại thủ đô Bắc Kinh, nước nào cũng có tình báo cài cắm. Ngay cả tình báo Việt Nam còn nắm giữ được tin tức này, thì tình báo của Mỹ và Nga chắc chắn đã có được nguồn thông tin trên. Thế nhưng họ không công bố thông tin ra. Có thể họ sẽ công bố sao để đánh lạc hướng tình báo Trung Quốc. Trong lĩnh vực này luôn là lĩnh vực nguy hiểm cận kề với cái chết. Cũng theo nguồn tin tình báo của Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã cho quân lính mai phục từ đêm qua chung quanh nhà ông Nguyễn Phượng Hòa. Nếu ông Nguyễn Phượng Hòa không bỏ trốn, có thể ông ta vẫn có cơ hội thoát tội. Nhưng hành động bỏ trốn của ông chính là bằng chứng chứng minh ông có tội. Tập Cận Bình cũng cao tay đến mức độ xem Nguyễn Phượng Hòa trước lúc bỏ trốn đem theo những gì. Hai chiếc vali to tướng đầy kim cương, hộp soạn, tiền đô la có thể coi là vật ngoài thân. Bởi tiền bạc thì quan chức cộng sản nào cũng chất đóng trong nhà, có thể coi là chất đóng trong các ngân hàng nữa. Nhưng vật chứng có thể bắt ông ta phải chết chính là chiếc cặp táp có đựng chiếc laptop. Nếu trong đó có những tài liệu mật liên quan đến quốc gia thì tội chết sẽ không bỏ qua được. Kính thưa quý khán giả, như vậy ông Nguyễn Phượng Hòa làm sao mà bị bắt? Ông ta phạm tội gì khi mà cả thời gian qua 11 năm ông là cánh tay phải đắc lực của Tập Cận Bình? Đây là câu hỏi được tất cả thế giới quan tâm. Vâng, cũng theo nguồn tin tình báo từ Việt Nam, từ Đất Lào, thời gian vừa qua ông Tập Cận Bình bị đột quỵ, con gái ông là Tập Minh Trạch từ Mỹ bay về chăm sóc ông. Nghe nói rằng cả đứa con riêng của ông với bà Hoa Xuân Ánh tên Vàng Hoa cũng về cùng với Tập Minh Trạch. Hai cô gái đã chăm sóc ông Tập đến khi khỏe lại thì mỗi người một đường. Nhiều người nói rằng họ chỉ trở về Trung Quốc phân chia tài sản bởi nghĩ rằng ông Tập sẽ chết. Nhưng rốt cuộc ông ấy lại khỏe trở lại. Khi đó Vàng Hoa về nhà mẹ là bà Hoa Xuân Ánh, còn Tập Minh Trạch thì ra sân bay Trường Thủy Công Minh, tỉnh Vân Nam, vượt biên giới Việt Nam để thăm mẹ là bà Bành Lê Viện. Lúc ấy cô nghe tin mẹ cô là bà Bành Lê Viện có bầu 7 tuần nên rất mừng. Cô định đi máy bay, nhưng lại không có chuyến bay nào sớm nhất đi Việt Nam.
nên cô bay đến biên giới giáp Việt Nam, sau đó đi bằng đường tắt sang tỉnh Hà Giang. Khi xuống sân bay Trường Thủy của mình, Tập Minh Trạch bắt một chiếc taxi đến cửa khẩu Thiên Bảo, giáp cửa khẩu Thanh Thủy của Việt Nam. Tuy nhiên cô lại bị mất tích trên đường đi mà không để lại dấu vết. Hai ngày sau đó, kẻ bắt cóc gọi điện cho bà Bành Lệ Viện, ép tướng Bùi Cao Khánh phải từ chức. Dù bà Bành Lệ Viện không biết kẻ bắt cóc con bà là ai, tuy nhiên bà đoán biết đứng sau những kẻ này chính là Nguyễn Phượng Hòa. Bà với Nguyễn Phượng Hòa có thù oán với nhau đã nhiều năm, và mối thù này càng tăng cao khi trước đó bà liên thủ với tướng Lý Khắc Cường bắt Nguyễn Phượng Hòa, ép Tập Cận Bình thả tướng Bùi Cao Khánh. Nguyễn Phượng Hòa cũng thù hằn Việt Nam khi đứa con trai thứ hai bị bắn chết ở biên giới tỉnh Lạng Sơn, còn đứa con lớn thì đã từng bị bắt giam giữ tại trại quân sự miền Trung vừa trốn thoát được. Tuy nhiên, hắn bắt Tập Minh Trạch với nhiều mục đích khác nhau. Hắn không những bắt tướng Bùi Cao Khánh phải từ chức mà còn muốn bà Bành Lê Viện phải chết thay cho con gái. Tuy nhiên, hắn không ra mặt mà chỉ đứng đằng sau tổ chức phản động Vàng Bao bắt con bà đi. Chúng đã đưa Tập Minh Trạch sang biên giới nước Lào. Một điều bí mật mà Ngụy Phương Hòa vẫn giữ kín chuyện này không cho Tập Cận Bình biết vì sợ Tập Cận Bình sẽ nổi giận. Ý định của hắn là sau khi hạ sát vào Bành Lệ Viện và bắt tướng Bùi Cao Khánh tự chức thì hắn sẽ thả Tập Minh Trạch ra. Với ông Tập Cận Bình cũng thù hận vào Bành Lệ Viện vì đã bỏ ông ta cách đây 3 năm. Còn với tướng Bùi Cao Khánh thì hắn thù gấp bội bởi ông ta đã phá vỡ hàng trăm kế hoạch xâm lấn đất đai bờ cõi của người Việt Nam. Ngụy Phượng Hòa cho rằng khi câu chuyện đã xong xuôi, nếu Tập Cận Bình có khai thác ra chuyện ông ta đứng đằng sau vụ bắt cóc Tập Minh Trạch thì Tập Cận Bình cũng sẽ bỏ qua cho hắn vì đã trừ khử được hai đối thủ của ông. Tuy nhiên, chuyện đời không bao giờ có những lý lẽ đơn giản như vậy. Dù cho bà Bành Lệ Viện và Tập Cận Bình thù ghét nhau, nhưng dẫu sao, ai cũng xót xa khi con gái mất tích. Đoán biết được tâm lý này, bà Bành Lệ Viện cho người nhắn tin với Tập Cận Bình biết rằng Tập Minh Trạch bị Ngụy Phượng Hòa bắt cóc đưa sang biên giới Lào. Người đưa tin nói rõ cho Tập Cận Bình biết rằng Ngụy Phượng Hòa nuôi một đội quân 700 tên lính nhận làm con nuôi để một ngày nào đó đưa về Bắc Kinh ám sát ông ta. Chính hiện nay Tập Minh Trạch đang ở trong tay 700 tên lính đó do Trần Vũ Nghĩa chỉ huy. Khi nghe tin này, Tập Cận Bình như phát điên. Tuy nhiên ông ta vẫn đủ bình tĩnh để suy xét liệu kẻ báo tin cho ông ta có mưu kế gì để hãm hại Ngụy Phượng Hòa hay không. Vào đêm hôm qua, Tập Cận Bình đã điều động 2.000 binh lính tấn công vào hang ổ của tổ chức phản động Vàng Bao. Cùng lúc đó, Tập Cận Bình cũng cho 200 lính đặc nhiệm tinh nhuệ nhất bao vây căn biệt thự của Ngụy Phượng Hòa. Nếu nguồn tin ông ta nghe được là đúng thì chắc chắn Ngụy Phượng Hòa sẽ sợ hãi bỏ trốn. Còn nếu ông ta không bỏ trốn, có nghĩa kẻ đưa tin muốn mượn vàng tay ông ta để giết hại trung thần Ngụy Phượng Hòa. Tập Cận Bình cũng điện thoại cho vua Vàng Bao biết rằng quân lính của ông ta có mặt tại căn cứ Long Trang để đưa con gái ông về. Nếu chống cự, quân đội Trung Quốc sẽ xóa sổ tổ chức phản động này. Trước đó, khi Ngụy Phượng Hòa điều động Trần Vũ Nghĩa bắt cóc con gái Tập Cận Bình, vua mèo Vàng Bao không hề hay biết chuyện này. Trần Vũ Nghĩa nghe lời Ngụy Phượng Hòa giấu con gái Tập Cận Bình ở khu doanh trại của hắn. Khi nghe tin này, vua Vàng Bao ra lệnh cho Trần Vũ Nghĩa giao nộp Tập Minh Trạch mà không được phép chống cự. Trần Vũ Nghĩa biết rằng câu chuyện bắt Tập Minh Trạch đã đến tay Tập Cận Bình nên quá hoảng sợ. Hắn ra lệnh cho quân lính đưa Tập Minh Trạch đến văn phòng của Vàng Bao khúm núm nhận tội. Hắn thừa nhận tất cả chỉ nghe lời Ngụy Phượng Hòa chứ không dám trái lệnh. Tập Minh Trạch cũng nói rằng bọn chúng đối xử với cô rất tốt trong một tuần qua chứ không dám làm sàn bày. Bởi vậy mà vua mèo mới bất giận và không xử bắn Trần Vũ Nghĩa. Ngay đêm hôm qua, quân đội Trung Quốc đã đưa Tập Minh Trạch về thủ đô Bắc Kinh. Đã báo tin này cho mẹ để bà Bệnh Lệ Viện đỡ lo. Vào buổi sáng hôm nay, cô đã gặp kẻ chủ mưu bắt giữ cô tại văn phòng của ông Tập Cận Bình. Ngụy Phượng Hòa nói lời xin lỗi, nhưng Tập Minh Trạch không thèm đáp lại lời hắn. Cô hỏi thăm sức khỏe ông Tập rồi xin phép được đi nghỉ. Trong khi đó, Ngụy Phượng Hòa được giải xuống nhà lao cho lệnh của Tập Cận Bình sau khi điều tra rõ vụ án. Vào sáng hôm nay, tức bữa Cao Khánh lại bay về Cam Ranh sớm. Ông vẫn có những chuyến đi ngắn ngày liên tục để giải quyết các vấn đề của Việt Nam cho Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh. Theo tướng Bùi Cao Khánh, biện pháp nhà nước Việt Nam chọn Mỹ là đối tác cho thuê cảng biển Cam Ranh là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, phần mở rộng diện tích 20 km vuông để cho Mỹ xây dựng hạm đội 8 là chưa hợp lý. Đơn giản,
nếu dự án đó được thông qua, sẽ phải giải tán rất nhiều xã huyện ở Cam Lâm. Việc giải tỏa đền bù ở Việt Nam vốn chỉ từ xưa đến nay gặp nhiều khó khăn bởi giá cả đất cát ngày một tăng cao. Trong khi đó, tiền đền bù nhà nước cho dân lại quá thấp. Bởi vậy, việc di dời sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quan điểm của ông là lòng dân có yên thì đất nước mới thịnh. Nếu đền bù không thỏa đáng dẫn đến tranh chấp, người dân sẽ phản đối. Bởi vậy, dự án này nên tạm dừng lại và phải họp bàn cẩn thận để đưa ra quyết định. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.